nhờ những tiến bộ công nghệ liên tục trong các phương pháp phát hiện ngoại hành tinh, những khám phá của họ đang trở thành một việc thường xuyên. Trong khi mục tiêu cuối cùng là tìm ra trái đất 2.0, các hành tinh ngoài hành tinh vẫn tiếp tục cho chúng ta biết vũ trụ thực sự kỳ lạ và tuyệt vời như thế nào, từ những sao mộc nóng đến những hành tinh ngoại nhỏ hơn, gần bằng trái đất trong các hệ thống nhiều sao. Điều đó làm cho khám phá mới nhất này thậm chí còn tuyệt vời hơn nhiều. Hai nghiên cứu riêng biệt được công bố gần đây trên tạp chí Thiên Văn Học đã xác định được hai trường hợp khác nhau của các hành tinh ngoại sao Hải Vương nhỏ dường như đang mất bầu khí quyển và biến thành siêu trái đất. Nghiên cứu đầu tiên dựa trên dữ liệu từ đài quan sát WMK cách ở Mauna Kea, Hawaii, và nghiên cứu thứ hai liên quan đến các quan sát từ kính viễn vọng không gian Hubble của NASA. Michael Chang, tác giả chính của cả hai nghiên cứu và là một nghiên cứu sinh tại Viện Công nghệ California, cho biết hầu hết các nhà thiên văn đều nghi ngờ rằng các sao Hải Vương nhỏ phải có bầu khí quyển đang bay hơi. Nhưng chưa ai từng bắt được một con trong quá trình làm như vậy cho đến nay. Giống như sao Hải Vương trong hệ mặt trời của chúng ta, các sao Hải Vương nhỏ chứa các lõi rắn có kích thước bằng trái đất được bao quanh bởi độ sâu của các lớp khí. Cả hai nghiên cứu đều liên quan đến hai hệ thống ngoại hành tinh riêng biệt TOI 560, nằm cách trái đất 103 năm ánh sáng, sử dụng đài quan sát cách, và HD 63433, nằm cách trái đất 73 năm ánh sáng, đã sử dụng Hubble. Kết quả của họ chứng minh rằng khí trong khí quyển đang thoát ra từ sao Hải Vương nhỏ trong cùng ở TOI 560, được gọi là TOI 560.01, và từ sao Hải Vương nhỏ ngoài cùng trong HD 63433, được gọi là HD 63433C. Hơn nữa, người ta cũng phát hiện ra khí thoát ra từ TOI 560.01 đang thực sự thoát ra phía ngôi sao mẹ của nó. Giáo sư khoa học hành tinh, tiến sĩ Heather Nutson, cố vấn của Trang và là đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết điều này thật bất ngờ, vì hầu hết các mô hình dự đoán rằng khí sẽ bay ra khỏi ngôi sao. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều điều để tìm hiểu về cách thức hoạt động của các luồng ra này trong thực tế. Cả hai khám phá đều được thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp quá cảnh, bao gồm việc theo dõi hành tinh ngoài khi nó đi qua phía trước ngôi sao mẹ của nó. Khi điều này xảy ra, các nhà thiên văn học có thể tìm kiếm sự hấp thụ ánh sáng sao của các nguyên tử trong khí quyển của các hành tinh, có nghĩa là họ có thể đo tốc độ của các khí và tốc độ thoát ra của nó. Trong khi khám phá này đáng kinh ngạc, cần phải quan sát thêm TOI 560.01 để xác định xem khí thoát ra về phía ngôi sao mẹ của nó là một sự bất thường hay thực tế là một sự xuất hiện phổ biến. Tiến sĩ Nutson nói, là những nhà khoa học ngoài hành tinh, chúng tôi đã học cách mong đợi những điều bất ngờ. Những thế giới kỳ lạ này liên tục làm chúng ta ngạc nhiên với vật lý mới vượt xa những gì chúng ta quan sát được trong hệ mặt trời của chúng ta. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.